Các bạn thân mến, tiếp tục hành trình đi khắp tất cả các trường đại học Hàn Quốc cùng MEP ngày hôm nay thì chúng tôi đang đứng ở một con phố cực kỳ sôi động, con phố gắn liền với tuổi trẻ của tất cả các bạn du học sinh Hàn Quốc cũng như là những học sinh Hàn Quốc. Phía trước tôi đây là phố Hongdae, các bạn chắc chắn là đã biết về cái tên này rất là nhiều rồi. Và phía sau tôi đây là một trong những trường đại học hàng đầu Seoul với rất nhiều cái số 1. Đó là trường đại học số 1 về ngành nghệ thuật và thiết kế. Đó là trường đại học số 1 ra mã code cực kỳ nhanh. Đó là trường đại học số 1 và duy nhất cho phép sinh viên đóng học phí tiếng Hàn chỉ có 6 tháng thôi. Và đó là trường đại học số 1 nổi tiếng về khả năng chăm sóc sinh viên quốc tế. Các thầy cô rất là yêu thương các bạn và quan tâm đến các bạn. Cũng là trường đại học số 1 có khu vườn rất là đẹp và khu rừng ngay ở trong khuôn viên của trường. Trong khi chỉ bước ra ngoài thôi là các bạn sẽ thấy phố xá sôi động. Con phố được, nếu các bạn có thể hình dung là giống như là phố Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là giống như là con phố như là tại hiện hoặc phố cổ của Hà Nội. Đó chính là trường đại học Hongik. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hành trình của các bạn đến với ngôi trường Hongik, ngôi trường số 1 về nghệ thuật như thế nào nhé. Ngọc Huyền có thể chia sẻ với chị biết rằng là vì sao em lại lựa chọn trường Hongik? Em chọn Hongik là vì Hongik là dạy tiếng rất là tốt và là trường cũng nổi tiếng về các ngành nghệ thuật. Em cũng thích các ngành nghệ thuật nên là sau khi học tiếng thì em sẽ lên chuyên ngành thuộc các ngành đấy, và trường Hongik cũng là thuộc một là các trường trong top 1% nên là ra mã code cũng rất là nhanh. Em làm và em đăng ký học trường thì visa cũng rất là thuận lợi nên là em chọn trường Hongik.